Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Ngày hôm nay Vi muốn show cho các bạn những cái phụ kiện nó rất là lạ và nó rất là có ý nghĩa mà Vi đã mua được trong tuần vừa qua. Nếu mà nhìn như thế này thì Vi nghĩ là các bạn sẽ không biết là trong đây để cái phụ kiện gì, đúng không? Đây là vòng đeo tay. Ok, thì Vi sẽ mở ra các bạn nha. Ba cái vòng mà Vi đã mua được trong thời gian vừa qua. Đây là vòng đeo tay đến từ thương hiệu Verus, và Verus là thương hiệu của Việt Nam. Và trong một lần rất là rảnh rỗi và lang thang trên Facebook thì Vi đã tình cờ biết được đến Verus, và khi mà vô nhìn thấy những chiếc vòng này thì Vi bắt mắt liền luôn. Một phần là vì thiết kế nó khá là độc đáo, và bên cạnh đó Vi thấy là mỗi chiếc vòng còn có những cái thông điệp nó rất là hay, nó rất là ý nghĩa. Chính vì vậy Vi đã bị thu hút bởi hai yếu tố này và Vi phải đặt liền ba cái. Khi mà Verus giao cho Vi đến tận tay á, thì cảm nhận đầu tiên của Vi là chất liệu. Đây là một cái chất liệu thun nhưng mà mật độ thun á được gia cố rất là kỹ lưỡng, nên là khi đeo vô cảm giác á, nó rất là chắc tay. Và chắc chắn một điều với các bạn là không hề giãn luôn nè. Vi không quan tâm á, là những mẫu mã, những cái thiết kế và những cái giá của season trước là như thế nào, nhưng mà đối với Vi thì trên đây Vi là season 4 và Vi cảm thấy về giá của season 4 nó rất là hợp lý. Chỉ với 120.000 thôi mà các bạn đã sở hữu được một chiếc vòng nó rất là đồng. Ở đây thì nó có một cái logo của Verus, và đặc biệt hơn nữa là khi mua vòng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo những chiếc card nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa. Một tí nữa Vi sẽ đi vô chi tiết của từng chiếc card tương đương với từng chiếc vòng cho các bạn xem nha. Ok, thì những cái chiếc card này á, được Verus đục một cái lỗ ở phía bên góc đầu, thì các bạn có thể lấy chiếc card này làm móc chìa khóa. Ai cũng có chìa khóa đúng không, nên là rất là tiện và Vi rất là thích. À, còn có một điều đặc biệt hơn nữa mà Vi lại thích nữa, đó là mỗi season nó chỉ 1.000 cái và nó không bao giờ restock. Cho nên là khi mà biết được cái thông tin này thì Vi phải thật sự như là nhanh chóng mua những cái vòng này thật là nhanh. Tại vì 1.000 cái thôi, mà 1.000 cái với những cái vòng đẹp như thế này thì nó rất là nhanh hết. Điển hình là như Vi tìm hiểu thì các season trước vừa ra một cái là bán hết sạch luôn, cho nên là phải nhanh tay các bạn ơi. Và khi lân la vào fanpage của Verus thì tầm theo như Vi biết là 70-80% là đa số các bạn trai thường đặt những cái vòng này nhiều hơn các bạn nữ. Như theo Vi á, đây là một cái vòng unisex mà đâu có phân biệt nam nữ gì đâu, nam cũng mang được mà nữ cũng mang được. Khi mà đeo vòng này thì Vi có thể mix được với rất là nhiều bộ đồ khác nhau, từ bánh bèo nè, cá tính nè, đến sang trọng. Thực sự em này rất là hay. Ok, như Vi đã nói hồi nãy thì bây giờ Vi sẽ đi vô thông điệp và hình dáng kỹ của từng vòng cho các bạn xem nha. Cận cảnh em đầu tiên là một em vòng với màu chủ đạo là màu đỏ khá là rực rỡ. Để biết thông điệp của em này là gì thì sẽ có hai cách nhìn. Một là lật phía bên trong vòng, các bạn sẽ thấy chữ glowing, nghĩa là chiếu sáng, rực rỡ, lung linh, tỏa nhiệt. Hai là phía sau mỗi tấm card, chẳng hạn như tấm card của chiếc vòng này sẽ có một cái câu là "A unicorn doesn't stand around and worry about what other unicorn think of it. It just glows." Dịch ra cho nó hoành tráng tí là kỳ lân sẽ không đứng nhìn và bận tâm đến những con kỳ lân khác. Việc duy nhất mà nó quan tâm là tỏa sáng. Thông điệp của chiếc vòng màu đỏ này muốn truyền tải là bạn sinh ra, suy nghĩ, sống hay hành động bất cứ điều gì là cho bản thân, không cần thiết phải để cho người khác hài lòng và cũng chẳng cần quan tâm đến người khác suy nghĩ gì về mình đâu. Việc của bạn là chỉ cần sống luôn ngẩng cao đầu và sống một cuộc sống rực rỡ của chính bạn mà thôi. Thông điệp này là một trong những thông điệp mà mình thích nhất trong 3 chiếc vòng, vì đây là một trong những điều mà bản thân mình đã và đang muốn hướng đến. Ok, em màu cam thứ hai có in hình chim phượng hoàng và lật bên trong sẽ có chữ là rising, có nghĩa là đi lên, nổi lên, vươn lên, nói chung là một cái chiều hướng đi lên tích cực dữ dội đó. Sau card sẽ có một cái câu "In order to rise from its own ashes, a phoenix first must burn." Tạm dịch ra là để hồi sinh từ đống tro tàn thì Phượng Hoàng cần phải tự thiêu. Theo cá nhân mình á, thì mình nghĩ điều mà Verus muốn truyền tải trong chiếc vòng này là một người có khả năng chịu đựng được những khó khăn, trải qua những khó khăn và vươn lên từ những khó khăn mới có thể thay đổi và trở thành một phiên bản khác tốt hơn được. Theo mình là vậy, còn các bạn nghĩ thông điệp này như thế nào thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Vui một tí là gần đây á, mình chưa có đeo em màu cam này thường xuyên đâu. Tại vì á, dạo gần đây cuộc sống mình hơi bình yên. Đợi khi nào mà gặp chút trục trặc ha thì mình lại lấy ra đeo. Thật ra thì cũng có lý do là những lúc á, mà gặp khó khăn á, khi mình nhìn vô cái vòng này á, nó như một lời nhắc nhở là không bao giờ được từ bỏ cơ hội để thoát khỏi dòng đời nghiệt ngã. Ok, hơi sến một tí. Cận cảnh cuối cùng là em vòng màu chủ đạo xanh dương, in hình một con rồng. Mình thích rồng nha, mình khẳng định luôn, mình thích rồng. Rồng là tượng trưng cho sự tốt đẹp nè, thịnh vượng và mạnh mẽ. Lật ra bên trong vòng thì sẽ có chữ ambitious, có nghĩa là đầy tham vọng. Ghê chưa? Hợp với rồng ha. Tương tự thì sau cạc sẽ có một thông điệp là big results require big ambition. Kết quả to lớn đòi hỏi những khát vọng to lớn. Thông điệp này thì nó khá là rõ ràng, không mang phượng hoàng hay là kỳ lân làm ứng dụ mà đánh thẳng vào vấn đề luôn. Khi bạn đủ khát vọng, niềm tin, nhiệt huyết thì bạn sẽ có đủ cố gắng nè, đủ kiên trì, và cuối cùng thì thành quả mà bạn nhận được thì chắc chắn sẽ đầy đủ như vậy thôi. Đó, các bạn thấy không? Bi nói đâu có sai đâu. Những cái em vòng này đâu phải dành riêng cho nam đâu, mà nữ cũng có thể mang được. Nếu mà các bạn thích thì tại sao không, đúng không nè? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này và hy vọng các bạn đã enjoy clip. Nếu các bạn thích video clip này thì hãy cho Vi một like và subscribe. Và nếu có thắc mắc hay muốn tâm sự hay muốn nói cái gì với Vi thì cứ comment bên dưới nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo. Bye bye!